Nay thì mình sẽ review một cái mẫu áo bomber rất là hot trên TikTok Trung Quốc thời gian vừa qua. Chiếc này thì giá rất là học sinh sinh viên, nhưng mà shop order bên Trung Quốc nên là mình cũng phải đợi tầm 20 ngày mới có hàng. Nhưng mà mở bọc hàng ra thì cũng không uổng công mình chờ tí nào. Vải của áo thì là vải dạ, khá là dày dặn. Các chi tiết sọc thì bằng da mềm. Rồi là cái phần bo sọc hay là phần cúc bấm này, nó được nhấn bằng cái màu vàng đồng tông, nhìn khá là nổi trên cái nền đen này. Tổng thể thì về chất liệu khá là ok. Do là vải dạ cho nên là nó cũng lên form cứng cáp hơn nhiều so với vải nỉ hay là vải dù. Phải nói là tìm được một cái áo tầm rẻ mà mặc được như này trên Shopee giờ cũng rất là khó. Nên là anh em nào mà thích thì cứ mạnh dạn xúc nhá. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Chia sẻ cho thầy đi.